làm anh văng rút hơn cậu hai luôn. Rất nhẹo luôn. Ba anh em bên chào cả nhà nha. Hôm nay thì anh em mình vô đây giăng lưới nha cả nhà. Bữa này anh em mình thấy cá phi đồ cá ập nhiều lắm. Nên anh em mình hôm nay đi vô đây giăng lùa. Mẹ thôi sao quấn kia. Hai thầy trò nó giăng lưới làm nước mọi cái lộn nhau cả nhà. Đây quấn nước mình mấy cái nghe mà. Nước của mình luôn à. Ơi. Có gì không nhất này à? Ba dính cá luôn rồi. Dính cá luôn rồi. Con cá thôi cái này ơi. Được một con đầu lưỡi luôn. Ai chùm luôn rồi cái nha. Đó. Gớm lượm lượm. Con cá bự dưới ta. Con này hơi bự à. Quá to quá to. Rồi để đi. Để đi. Đậm 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 mấy chút kia luôn đi. Rồi anh em mình dỡ lên sao. Đây gỡ cá này con ơi. Có con cá này là hay siêu to khổng lồ rồi nè. Lên hang. Ồ con này cũng to nha, hai bàn tay luôn á, bự hơn luôn á. Cái này vô chắc. Cho nó chạy nha. Rồi gỡ luôn bé ơi. Nó chui cái kiểu gì đâu á, một mù luôn. Nghe đầu lưới mà, nghe đó lưới nhiều lắm. Cái lẹ 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 hồi chú ba này con cầm cái lưới cho gì vậy gỡ con. Nhào vô đây thì có nước chết mà thôi. Một em. Con. Bự quá vậy. Cái này con cá nè. Ôi. Chó luôn. Cái phi, cái phi. Bằng tay con chi nha vậy nó luôn. Trời con phụ chú ba đi. Đây một em nữa cái nha. Đây là một em nữa này cái nha ơi. Đập quá đập mà. À, lên 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 lên. Rồi cho lên gỡ cái đó luôn nha mình. Nhẹ nhẹ nhẹ. Ơi con này nó bị con này bị. Con này nó bị lét. Rồi, nhìn thấy lên. Hai em, hai em, hai em. Ở dưới cây rồi. Cá này là mình văng mình khỏi sờ ngợp luôn nè. Sao vậy? Văng mình đập rồi bắt đầu cái dính là mình dứt liền luôn. Có những cá nhảy hang cá nhảy mương là hơi quýnh đòn mình á. Không có đáy mà. Cái kia gì hồi nãy là con không đá vô đâu. Không đá con rồi. Không ấy đâu. Ôi thằng Minh này xui lắm. Qua đây hú lưới đi để chú Kha ấy cho. Ôi lưới chú Kha hù cái rồi được khai con. Đây 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 đây. Cái gì cho? Có gì nói con nữa nè. Rồi, dạ lên, dạ lên, dạ lên. Dạ lên này của mình. Nhẹ nhẹ nhẹ. Ồ, lên lên lên. Trời ơi. Xích vô, xích vô. Không. Thì con bắt không kịp nữa. Con gửi Kha con thấy vô. Ồ, mới dính mới dính không thấy không mình. Xanh lè luôn. Lượm lượm lượm. Lượm thì văng lưới dính chứ có lượm à. Rồi thấy vô mới giữ đi con. Giữ bờ á. Cho chuyện qua cái. Ở dưới nữa. Ý, một em nữa, một em nữa, một em nữa, một em nữa. Con nhỏ hả? Con này nhỏ để ngay lên luôn à. Lên luôn nè. Mới dính lưới không? Trời chút xíu nữa hả con. Nó dính đó, một hơi nhảy luôn. Nó. Mấy thằng khoe cá hay bị mà chạy lắm như chú Bin bữa khoe cái lóc á. Lên nè 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 rồi hư luôn. Chưa. Quá. Đủ ăn luôn rồi, đủ ăn luôn rồi bé ơi, bốn con hay bị bự luôn, khỏi luôn, mừng cứ tiếp luôn bé ơi. Đây, đây một em mới cái nhà ơi. Ý, ôi, còn mạnh, còn mạnh, còn mạnh nha, còn mạnh nha. Từ từ nha Minh. Từ từ chú nè. Lấy lưới túm nó lại, lấy lưới túm nó lại. Mày hả bưởi. Trời ơi, gói. Một nồi, tận cái nó mập. Con này hình như bự nhất trong mấy con kia luôn hay vậy. Quá mập cái nhà ơi. Ừ, Minh nè, nó cái này nó xé lưới chứ nó gỡ lưới gì? Tại lưới nó có một. Nghe gọn, gọn, gọn. Nè, để chú Kha để là một cái, một con nữa cho coi nè. Nó tét lưới rồi kìa. Nhảy con rồi. Ờ, ngay chỗ lưới đó nó dùng quá chừng kìa. Rồi xong luôn, hết lưới rồi. Một đập mương, một con mương, đập hai mương. Tròn lại một, được mấy con? Năm con. Rồi, năm con cái nhà. Con lấy bự bự không ha? Ờ, quá trời bự luôn cái nhà ơi. Đủ rồi. Ý, quá đã luôn mấy cái mương nè, anh em mình gọng lắm rồi nè, cũng như vậy là không có cỡ bắt nó nên cá nó phi to lắm. Mà vô đây nó mập thiệt hàng ơi. Nè, tôi nè, to quá luôn nè. Thôi, như đây là ngon rồi kìa béo của mình ơi. Rồi. Như đây là anh em mình lấy thao đi của mình, kinh vô con ơi. Dạ, vô lấy thao cái. Vậy 5 con thôi ha. 5 con rồi, 5 con rồi. 2 con. 5 con này là ba thầy tò mình ăn không hết luôn á, trời đó. Con nói chết chịu hơn, khi gửi hơn nha. Ừ, rồi kinh vô đi con, kinh vô đi con. Chú Kha bảo vệ con chú Kha.
đá còn chúng kinh luôn. Bây giờ anh em quyết định sẽ thử năm cái này nha. Hay bây giờ lâu lắm rồi mình không ăn bắp chuối luộc có phải không? Thì anh em mình để hai với của mình đi kiếm một ít bắp chuối luộc đi. Cái phi này mình nướng nguội chấm với mắm nêm bắp chuối luộc. Vậy cũng được đó. Ha. Đơn giản vậy cho nó ngon. Ngon á, hay tự nhiên thèm rau rồi đó. Cái này bây giờ anh em mình chuẩn bị lao động á, nhà là mình gom hết này đi. Mình binh trộn á. Giờ béo ở nhà béo kiếm đất để trộn vô đây thêm. Rồi. Hai với của mình đi kiếm mấy cái bắp chuối. Ok. Ha. Rồi anh em mình lấy cái đất này nè cả nhà. Anh cho vô mấy bộ bắt đầu chuẩn bị trồng rau lên đây nha. Đó, cho nó xanh xanh ở sau lưng nữa, còn xanh dữ hơn nữa. Bây giờ Vin sẽ bằng cá đi kiếm bắp chuối thì bằng cá nha, cô béo ấy rồi hai anh em mình đủ đất á, rồi trộn này lên rồi mới cho nó lên cái nha, có đất cho nó mới ngon. Rồi con kiếm cái tre nhỏ nhỏ đi, cọc cái con dao vô anh em đi kiếm bắp chuối mà. Ok. Cá này đi. Thấy Vin đi cùng mình lẹ không? Thấy hai anh em ghê không béo? Mới chạy vòng được 6 cái bắp chuối nè. Cái này là đi ngang cái tự nhiên cái nó cất bột nó ra chọc nha chứ nó không ai. Hay gì. Đi ngang cái nó gục cái cây cái cất bột. Quay qua chọc luôn rồi. Chứ mày nói đỉnh không? Nghe được vô vườn nhà em phải không? Đồ muốn thấy anh hai cái đó. Rớt à. Chừng cái nó rớt. Kỳ cục rồi chứ. Kinh về với hàng quá hái nha béo. Điếu thiệt chứ. Để hai lọc bắp chuối rồi xong là cái hai bằng cá luôn. Béo chuẩn bị cái đó đi. Chút xíu anh em bằng cá rồi xong cái phụ béo cái kinh lên hết cho mấy cái chậu á. Thôi vậy hai với anh với cô Minh làm cơm đi em. Cái này là bao luôn á. Ok. Thôi xong rồi có ăn là lụm em vô hai cái áo cái rồi ăn được rồi. Ok ok. Cái để vợ vô cái đầu đất rồi phân nữa. Chà chà giao cho bớt đen. Rồi bên khác cái túi ra bên ngâm cho sơn hơi lụi cho nó trắng cái này tại vì đây anh em mình không có bếp ga nhiều á. Ủa không có bếp lửa nhiều á, mình ngâm cho sơn cho nó trắng. Để hơi đen quá. Quá. Rồi tại đây. Cá nướng. Là tôm mắm nêm, bắp chuối rau luộc. Ơi thèm. Nhức nát luôn. Cô Minh thường thường nó có bắp chuối lại gì tới nữa rồi chú Kha ơi. Dạ. Bắp chuối với mắm nêm. Mắm nêm nè. Tại cô Minh nó tới nữa rồi. Minh là mắm nêm là nó khoái lắm. Gà tới cây gì nữa. Cắt cây nè luộc là cái bắp chuối ăn nó mới sướng. Nè, ăn đã chưa nè, cái nhà câu mấy con cá bên mần ra nè cái nhà, nó mập lồ lồ luôn á. Cắn đã. Chứ vì nó mập có mỡ luôn mà. Có mỡ luôn á, con cá nhỏ nhất lại có mỡ không nhất. Nó mập á. Dạ. Đọc. Có đầu vui. Nắng thấy bài. Hay ngồi đây ăn luôn nè. Chơi không? Chơi luôn. Ở chứ hai anh em mình ngồi ăn luôn. Dẫn hoài để hai bên phòng nên vớt mấy cái bắp chuối ra đây. Nhà mình rộng mình lo gì không có chỗ chỗ mát. Bà vừa đóng. Đi hết cho bà vừa luôn rồi không mát à. Mấy cái đen này thử cho đã. Em cũng kiếm dầu em quét nha để hơi em nướng cá bị dính. Ok. Cho bắp chuối ra luôn của mình ơi. Trắng rồi. Trắng rồi. Đi một vòng cái có 6 5 cái chuối hả mình? Nãy 5 cái, 6 cái? Dạ 5 cái. 5 cái hả? 5 cái. Lột lên cái hàng chấm niêm. Cho ngồi gai với lá cách của mình hái này nè. Cho em cái lá nè, cho em cái lá nè. Quét dầu nè. Quét dầu. Rồi. Sao chuối nó vô? Cá nó bự. Ừ, rớt miếng rồi. Rồi rớt miếng rồi. Cá nó mập. Cá nó mập. Chạy quá. Sao đâu. Thôi chịu thôi con ơi. Đừng lộ người ta, đừng lộ mình đâu. Mà máu phê làm cái bản Nokia top gì vậy kìa. Tụi em đang quay clip hả? Tụi em đang quay clip chạy nhẹ ra. Biết ơn vô cùng. Săn chắc săn chắc. Săn chắc. Không, có dầu nó đỡ dính. Ừ. Con nhỏ mập. Quá trời mập luôn. Mập đúng không em? Dạ, mập với chú Kha. Biết luôn hả? Nướng cho khô khô nha, lửa kia nướng chịu phó khô khô cho nó sướng nè. Cái chấm luôn, ông niêm cho ha.
Rồi cá nướng ngon. Nhất ngát. Ai nướng cá đẹp quá. Rồi con nướng á. Ủa thấy không? Không dính luôn. Không dính luôn. Hay quá mình ơi. Dạ thôi. Nó trắng. Phải chi bên mà lột chanh này nó cũng trắng ha. Trắng không phải không? Trắng. Tại đây nước ta phải luộc nước sôi nha. Mà chết rèo phải không? Này mà cái này cứ sướng trượng gấp cái chấm vô không niềm. Để vậy nè, cho nó gáo nước cái hơi cá chín mình ra thì ăn nó ngọt hơn. Dạ. Không có lạc. Nước nó ấy bớt á. Còn cái này là cái nhà bỏ vô thôi nha. Bỏ vô rồi qua lại vớt ra thôi. Có hồi gai. Có hồi gai mấy hai hái mấy cái hồi gai. Dạ. Chắc ngon nè. Ngon chứ. Xanh luôn. Xanh tươi. Cho mày vô. Thôi mày gạo nước hết là anh em tao xử mày đó. Em. Không lấy dễ đâu, không lấy dễ rồi lấy cá không? Đi với dược tay con rồi. Giờ có muốn ăn bắp chuối luộc bắp nêm không không? Thôi. Có muốn tanh tanh không? Em muốn cái tanh tanh mới được chứ. Mày có miếng cá vô tanh tanh vô mới được chứ. Cá phi nướng mà Bình thích ăn cá phi nướng ngọt hơn vậy hơn cá lóc thôi nha. Thịt nó mềm. Thịt nó mềm mà nó rất là ngọt luôn. Nó có dạng nó dễ dẻ. Còn cá lóc thì nó hơi sậm sậm tí. Nhưng mà ngược lại con cá lóc cứng này Bình lại hơi thích nha. Nướng khô chấm luôn cũng mắm niềm luôn. Nhai luôn cái xương. Nhai luôn cái xương. Cắn đi. Rồi lên. Rồi ngồi để vào đó ngồi ăn là nắng luôn. Ngày ăn nắng chứ nè. Chính là bọn của mấy này mình một bữa cơm đạm bạc, bữa cơm không đồng. Đây là bữa cơm của ba anh em Bin, bữa cơm 15.000 và một chai mắm nêm với cái nhà cà phê nướng nè. Ôi, ngọt lắm, ngọt lắm, bắt cứ luộc lắm. Bây giờ là vừa ăn luôn á, nó còn nóng nóng luôn cái nhà, còn xì khói luôn nè. Ê, đừng xì khói gì đó. Thôi ba anh em Bin mời cái nhà dùng cơm cùng ba anh em Bin nha. Rồi bé mời cả nhà. Con mời cả nhà vô. Rồi nè cái nhà, đây là một phần dê còn lại mà chưa có dở nữa cái nhà, nên đây là béo dùng để chứa gom. Trời nắng thì anh em mình sẽ chui vô đây, trời mát thì anh em mình sẽ chui vô ngoài. Đúng luôn, tính này là đủ hứ tờ. Trời ơi, phải kẹp cái miếng cá nữa mới được, kẹp miếng tanh nữa. Cá người ta nướng không có tanh à. Ngọt ngọt luôn. Thơm thơm. Người ta nướng chơi hôm rồi không ai đâu nướng cái tanh nha. Ngỏ hai xong. Rồi sao? Chú Bình rồi, chú Bình đấy. Rồi, nghe được con mấy hả? Con Bình, phụ chú Kha mình. Phụ chú Kha mình. Dạ? Phụ ăn phụ nè. Trời ơi, cái đầu rồi chú Kha. Chảy nước miếng luôn á. Trời, ăn hết, cắn làm hai. Nhưng mà cái này dễ. Chú Bình tính gấp vô cho con. Thôi, con để con Bình ăn gấp vô lại. Thôi, ăn con Bình này. Bữa cơm đạm bạc mà hơi bị ngon nha. Hôm nay lâu ghê không ăn bắp chuối luộc á. Ừ. Cũng lâu lâu rồi. Bây giờ hay mới thèm á. Bây giờ thấy được rồi, sáng anh em giăng lưới thấy cá nó ập rồi, cá phi nổi, cá mè nữa cái nha. Rồi anh em kéo ra giăng. Bên là nghĩ tới cái món này rồi mà không biết có dính hay không. Bắt hai anh em đập hai ba mương luôn, dòng lại mương. Thì một tay lưới ăn liền năm con. Quá sung sướng. Vì sao mà mình ngồi ở đây mà mình nhìn nó mà thấy bốn con nổi một lượt. Bốn con ngay đầu mương luôn. Ngay sàn nước của anh em mình nữa cái nha. Sàn nước mới. Chắc nó chọc tức mình hay sao đó. Bình thèm mỗi ngày trước. Lắm niềm. Đã. Dễ nguyên khúc luôn. Đúng rồi. Vậy đi. Chứ để nguyên con vô này để dĩa. Để chén. Dĩa không? Dĩa không? Cà phê nó ngọt rồi, khỏi nói rồi. Cái thịt nó mới cũng như nó mịn hơn cái nhà. Nó không có khô giống như cái lóc. Để bên review cho cái nhà một miếng cá chấm nêm. Miếng này hơi to rồi. Miếng này dai quá. Kẹp lại. Cô Minh để lại đây đó cho chú Bình. Để chú Bình nè. Hơi nhiều cây cối. Sương. Dài. Vậy là 11 ha. Minh câu
con nào ăn á thì xách về ăn. Ừ. Con nhỏ không ăn thì dục vô mương đây ăn rộng. Một thề cà phê ra dăng. Mấy kéo ra. Dăng lưới ra mình ra mình lượm tiếp. Cái lục bình này đây nữa. Để cho nó cho tối ngủ hả? Dạ đúng. Mua mụn ra câu nó chơi. Lại câu lên nữa hả? Ừ. Câu lên câu xuống, câu lên câu xuống chắc nhỏ. Ốm ốm ốm. Không được. Cái mỏ chắc cái mỏ hề lễ luôn bắt cá, cái mỏ hề lễ luôn á. Mỏ ở trên chị dụ. Cô mình phải để cho nó ấy chứ, mấy anh em mình gãi thêm một ít thức ăn cho nó ăn cũng được. Nếu mà có cá rồi đó, mình dụ nó lại cho nó ăn một ít, nó ăn thôi. Vớt bèo mình thả vô ha. Ừ. Rảnh vớt mớ bèo bỏ rồi. Có ăn. Cá bu lại. Bữa nào đi, bữa nào sáng mai hay gì đi anh em mình ra ngoài cái mương ngoài bờ ngoài cái béo á. Dạ. Vớt bèo bỏ vô, đây cá không nhiều nhưng mà mình nuôi thế nào cũng bự à. Ừ. Nó vô nó có chỗ nó ăn thế nào cũng ở luôn à. Nó ở rồi anh em mình mai mốt mình ở với nó. Lượm thịt nó mới được. Trời hát cái giấm ở đây nuôi cá ngon hơn ngoài kinh à. Kinh này nước nhiều khi nước dày nước khác. Ừ. Đây nuôi nhiều khi cá bự hơn nữa mình chịu khó cho nó ăn. Mình ví dụ mình cho nó ăn thứ ăn chừng 4-5 phần thôi. Rồi mình vớt bèo rồi vô. Cũng như nó vừa cái này kia cho nó chắc. Vậy thôi, chuyện này em kiếm thêm mớ tư tưởng. Cá tư tưởng hả? Ừ. Ừ. Thả thì năm sau anh em có ăn. Hơi bị mệt ạ. À. Cái cá tư tưởng hình như 5.000 một con á bé. Dạ. 5.000 hay 10.000 con hay 7.000 con. 5.000, 5.000 hả? Ừ. Đó, mua rồi, rồi nhỏ nhất. Đúng rồi. Cá càng bự á thì nó càng mắc. Cứ mình anh em kiếm cái dẹo bỏ vô dưỡng nó trước. Dưỡng nó bự lên cái anh em mình thả nó ra là cho nó tự nhiên luôn. Dạ. Cho nó ăn cỏ. Nó ngon. Làm cá. Thấy hai anh em chạy ăn chảy miếng nữa. Chú gặp chuối. Bắt chuối chấm mắt niêm hả? Rồi, bắt nghe nữa. Rồi, mặn quá, mặn quá, mặn quá. Không, không mặn, không mặn. Không mặn. Nói thì chú Vin qua không mặn hả? Không, ngọt ngọt. Sáng giờ thì anh em mình dọn được mấy cái rau á cái nhà. Sau đó đưa lên mốt ngay ở sau lưng cho cái nhà xem xanh. Nếu mà anh em mình quay ở ngoài được á, làm ở ngoài để hai số là buổi chiều cái nha. Tại vì có cái bờ dừa á. Nó che lại ngay chỗ ngoài anh em ngồi mới mát. Còn trưa này là anh em mình phải chui vô đây thôi. Có ngoài nắng. Có ngoài nắng chịu không nổi. Nãy cái nhà nghe Vin nói nắng ngồi luôn nữa. Không có, còn được cái này, còn được lợi miếng này. Đây cũng là cái chỗ mà anh em mình dùng để nghỉ ngơi luôn. Tính ra ở đây rất là tiện, có mấy cái võng kia nhà thấy anh em mình teo toàn tiền không? Ba cái võng luôn á. Ba cái nhỏ ba anh em. Năm đúng giật giật luôn. Tự nhiên ba thằng tự nhiên làm hưởng làm thành ba chứ chuồng dê chui chuồng dê ở. Mà anh hai là con dê mà. Ừ, đúng rồi. Hai túi dê mà. Đúng đúng vậy là hai vẫn còn yêu nguyên phải không? Chỉ có hai anh em biến. Tự nhiên nai khỉ đột biến thành dê. nuôi khỉ làm chuồng dê. Ừ. Còn Minh Tuấn gì quên ta? Chó. Thôi con dao sao con tiện dê. Trời ơi, chó vậy được, nghĩ cái này không được nữa. Dê người ta bóc bỏ vô chứ đâu có leo đâu. Con dê á, cô đời con dê là ghét như là con chó. Dê là mày thấy bà, thấy bà mày với tao rồi. Không có, hai mày thấy bà chứ. Tao ghét nó với tao ghét nó. Hai chỉ ghét thôi chứ hai không cắn nó được. Đúng rồi. Nó cắn dữ lắm. Nó cắn một cái thôi là con dê với con chó kỵ nhau mà cắn một cái là con dê hết cứu luôn á. Mày cẩn thận nha, mày đừng có lè tao nha. Mà nói chung là con chó thấy con gì nó cũng sủa rồi á. Đúng rồi. Nó đậu tờ lắm. Nhưng mà em leo cây em hái em chọi đầu con chó được. Chó leo cây đâu được. Vậy với heo mà mới khi với heo leo được. Quá tệ quá. Không bao giờ xuống đất. Thiệt hứa luôn. Ta biết rồi nắm ta hai cái cây ta chọi cũng chết. Nó nói chứ mình cũng có nhà có cửa đàng hoàng chứ mình đâu có ăn bờ rồi ở bụi đâu hả? Đừng. Vậy là ngon rồi, vậy là tốt lắm rồi. 5 phút chót mà anh em được cái này đỡ lại vớt khúc chót là thấy mừng lắm rồi đó. Bỏ công sức ra dọn xíu rồi xong. Ừ. Nó xíu chứ cũng cả ngày. Chứ để không có hồng với cái anh em mình cũng mới lần làm cái kinh ra bờ ra bụi thì kiếm chỗ sạch đẹp nữa. Chứ quay ăn uống về chủ yếu phải nhìn vô không cảnh cho sạch sẽ gọn gàng chứ ngồi bờ bụi mà lùm rồi rác rồi cây cối rồi tùm đâu ấy à. Đó nói chứ cái căn này là mới giờ làm xong rồi nuôi chưa được một tháng rồi bắt đầu mới phá bày nè. Ừ.
này nó đẹp lắm quý nhà, cái sàn nó cũng đẹp hơn nữa. Ở đây nó chắc nữa. Cái sàn nó chắc lắm không? Gấp hai nhẽ, cà tăng cũng gấp nữa. Có anh kia anh kêu là anh trời lạp xong nhớ gắn đèn chụp tắt nha. Tao tóm lật lên nhảy chứ ra. Tao giờ ngang qua đâu là ba con dê nó bị gần đực. Ghét không? Nhớ lần tăng. Đùa, em nói đùa. Nhớ tăng. Dễ chứ. Có phiền ngọt thay chứ. Cái đầu nó béo quá. Cái đầu có phi ngon cái đường hồng. Hai này nó cũng giống nhau, nó khác nào thôi nhưng mà cái loại nó cũng giống nhau á. Nhưng mà bên thích ăn cá phi hơn cái đường hồng. Cái hồng nó béo hơn nữa. Chấm vô cái. Nay ngồi gần cô Minh rồi, ngồi ngay tay tái nó mới hiểu cảm giác của cô bé mới là trước. Còn nó chọt 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 khó chịu quá. Chấn nách em không ạ? Hồi lúc trước có nhiều anh chị mà nói anh em cho cô Minh ra chó đi ngồi, mấy anh em đâu có thấy nó đâu có đổi tay đâu. Giống như cô Minh qua ngồi chỗ của bên á. Nhưng mà thấy đội hình tự nhiên ba hai bự ngồi bên thấy nó láp giống như nó bị nghiêng qua bên nữa. Rồi mình ngồi vậy cho giống như ba má mình má mình ba. Má mình bài con có con hả? Nó đều. Không có anh em. Nên mình cũng có ngồi chạy lép ở bên gì mình làm thấy sao nó nghiêng nghiêng quá nó nhìn không đều. Với lại có em bút có thằng em mà cho ngồi giữa cho ăn cho thuận tiện chứ. Chứ để giặt qua đây để cho nó mâm rau hay gì cái ngồi sốc không. Chú cho con ăn rau không gấp kiểm tới tay con hiện ngắn. Còn hai chú tay dài chứ nhảy lên nó ở tay dài lên nó. Chỉ đâu cũng được. Nhưng ngồi giữa này và gấp ra gấp cá đều được hết tân nè. Cho mặn mặn lên ra. Dạ đuôi, dạ đuôi. Phát hiện của Minh thích cơm. Dạ. Đi cơm. Đây, đây anh bới ra. Đây, anh dụng trái vô luôn. Bỏ cái mấy này đi con, để hơi dễ ăn con. Để nhờ nữa cái đi. Để nhờ nha chứ con không có để luôn được nha. Để nhờ nha. Đừng có lượm của con nha. Chú bên ăn một chén cơm mà chú này bên ăn hai con cá rồi. Vậy mốt phải bắt cá phi nhiều, thả mua nhiều vô cho chú bên ăn cá phi. Ở đây không có cá gì, không có chứ cá phi gì đầy, ngoài kinh nhiều lắm. Chứ cá phi bây giờ khắp không có riêng nước Việt Nam của mình nữa. Hay thấy là không có thôi, cá phi của mình người ta bự nữa. Cá phi xưa tao không đâu. Ngay khi người Việt của mình ở bên đây, người ta kiếm đồ ăn nhỏ, người ta đều bắt coi bển ha. Thấy coi mấy cái clip mà của mấy anh đi kia quên không biết nước nào nha. Trời ơi, cá phi ổng chạy một cái cá phi bự mà. Không phải nhỏ nữa. Cái bự. Ở mình ở dưới đập ở bể ở dưới vuông mà người ta nuôi tôm á, cá nào nó lạc vô á, cá cũng bự hai con 3 kg luôn á. Chà bá luôn. 3 kg bình thường. Bữa chị bán rau có bán con bự chà bá luôn á. Bự lắm nha. Bự ngon. Còn cá phi này thì ghê vậy. Con cá tự tượng không nghĩ cái tượng mà lúc trước anh em mình bắt á nó bự cỡ đó mà nó dài hơn nha, tại cái nó dài cái tượng nó toàn. Mày quái. Mày quái ăn cỏ. Là thịt nó không ngon bằng nha. Rồi, thịt nó không ngon bằng. Bự quá. Rồi mấy con cá to to mình chưng tương. Cái từ cái phi này mình chưng tương thì thôi. Con bắt được chuyện. Cái lồng kiến nào chị nổi con? Bự quá. Để chút theo chút ngồi ăn không. Ờ cái này mà cá phi bự bự vậy ha. Mình nướng vậy có một cuốn bánh tán mình chấm thôi. Nó bự hơn chứ nữa đi con con. Mẹt món cái. Rồi. Mình tạm biệt cái nhà nha. Bye bye cái nhà. Bạn nhìn hình ảnh mình đẹp như ta.